Phần 2. Đổ đầy phễu. Trong phần đầu của quyển sách này, chúng ta đã tập trung tìm hiểu thật tường tận xem khách hàng lý tưởng của bạn là ai, tìm ra xem đã có ai tập hợp nhóm khách hàng này lại chưa, và học cách tiếp cận những người này rồi đưa họ vào danh sách của bạn. Trong phần này, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về những chiến thuật để thu hút những khách hàng lý tưởng này và đổ đầy phễu thông qua 4 nền tảng quảng cáo sau đây: Instagram, Facebook, Google, YouTube. Tôi có thể đào sâu hàng chục nền tảng khác nữa như LinkedIn, Snapchat, Pinterest, TikTok và Twitter. Nhưng tôi chỉ trình bày 4 nền tảng này nhằm đưa ra một quy trình và phương pháp chung nhất mà bạn có thể sử dụng trên bất cứ nền tảng nào, từ đó thu hút traffic trong tương lai. Thật ra thì vào thời điểm bạn đọc quyển sách này, có thể có một số nền tảng được trình bày trong đây sẽ không còn hữu ích nữa, và rất có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều nền tảng mới mà hiện giờ chưa ai biết. Nếu tôi chỉ hướng dẫn các chiến lược và chiến thuật dùng được trên một nền tảng duy nhất thì chẳng khác gì tôi đưa con cá cho bạn. Còn nếu tôi dạy bạn quy trình và phương pháp chung để tạo ra traffic trên mọi nền tảng thì khi ấy là tôi đã dạy bạn cách câu cá. Khi đọc các chương tiếp theo, bạn sẽ học được những phương pháp chung và thấy được ứng dụng thực tế của chúng trên 4 nền tảng quan trọng nhất hiện nay. Điều này sẽ giúp bạn thông báo tạo được các quy trình và chúng sẽ thu hút những khách hàng lý tưởng để đổ đầy phễu của bạn. Bước 1. Hiểu được lịch sử và mục tiêu của nền tảng mới. Nếu bạn muốn biết được những nền tảng này sẽ như thế nào trong tương lai, bạn phải biết được điểm khởi đầu của nó. Google đã ra đời và khởi đầu như thế nào? Facebook bắt đầu từ đâu? Thuật toán đã thay đổi ra sao? Và quan trọng hơn là tại sao họ lại thay đổi những thuật toán đó? Mục đích đằng sau là gì? Nếu bạn có thể hiểu được tại sao họ thay đổi như vậy thì bạn sẽ có thể suy nghĩ giống họ. Bạn có thể hiểu được mục tiêu và ý định của họ. Điều này rất quan trọng bởi vì khi bạn đang đọc những chương này thì có thể thuật toán lại tiếp tục thay đổi. Vậy nên điều thiết yếu là bạn phải hiểu được lịch sử và từ đó thấy được mình đang ở đâu trong hôm nay. Khi bạn bắt đầu phát thảo ra những điểm chính yếu trong lịch sử của từng nền tảng, bạn sẽ nhanh chóng thấy được mục đích cuối cùng của họ là gì. Một nền tảng đều có một mục đích và tạo ra trải nghiệm người dùng thật tốt, tốt nhất có thể. Và đó chính là điều giữ chân người dùng trên nền tảng. Google muốn đảm bảo rằng người dùng sẽ có được những kết quả tìm kiếm tốt nhất. Facebook muốn đảm bảo rằng bạn sẽ thích những thứ xuất hiện trên trang chủ của mình. Một khi bạn hiểu được rằng mục tiêu của họ là tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất, bạn sẽ có thể tự mình tìm ra cách để đồng nhất với mục tiêu của họ. Mục tiêu của những người chuyên đi spam luôn luôn là sử dụng các lỗ hổng trong thuật toán để có được thứ họ muốn. Nhưng điều này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, bởi vì ngay sau khi những người này bị nhận dạng, lỗ hổng thuật toán mà họ đang sử dụng sẽ bị thay đổi ngay lập tức. Thay vào đó, nếu bạn đồng nhất được với những mục đích của nền tảng và cung cấp cho họ thứ mà họ muốn, thì họ sẽ cho bạn thứ mà bạn muốn, đó là thật nhiều traffic. Bước 2. Xác định và mô phỏng công thức của nhóm Dream 100. Câu hỏi tiếp theo là nền tảng này đã có những ai hiểu được cách hoạt động của nó rồi? Những ai đã xác định được đối tượng khách hàng lý tưởng của bạn? Ai đang đăng bài nhắm đến nhóm này? Và ai đang đạt được thành tích tốt nhất trên nền tảng này với rất nhiều lượt xem và lượt thích? Hoặc đạt được bất cứ tiêu chí thành công nào khác? Khi bạn bắt đầu ở giai đoạn này trong cuộc hành trình, tôi muốn đặt ra lại cho bạn những câu hỏi cốt lõi mà chúng ta đã đặt ra trong phần 1. Câu hỏi 1. Ai là khách hàng lý tưởng của bạn? Câu hỏi 2. Họ đang tụ tập ở những đâu? Sau khi trả lời hai câu hỏi này, bạn sẽ câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 3. Trên nền tảng này, những ai là nhóm Dream 100, người đã tập hợp được nhóm khách hàng lý tưởng của bạn? Khi mới tìm hiểu Facebook hoặc Instagram, và đối với những mạng xã hội như Twitter và LinkedIn cũng vậy, tôi đã tìm kiếm nhóm Dream 100. Đây là những người đã sử dụng thành thạo nền tảng đó. Ai là người sở hữu số lượng người theo dõi khổng lồ và tạo được rất nhiều tương tác với những khách hàng lý tưởng của tôi? Sau đó tôi lập ra danh sách những người trong nhóm Dream 100 cụ thể cho mỗi nền tảng và tôi đăng ký theo dõi các tài khoản này. Tôi cần phải hiểu được chính xác họ đang thực hiện điều gì, bởi vì nếu họ thành công thì có nghĩa là họ đang nhận được sự ưu ái từ thuật toán của nền tảng đó.
họ đang thực hiện những điều mà nền tảng này mong muốn. Vậy nên nếu bạn muốn biết chính xác xem hôm nay nền tảng đó muốn thực hiện điều gì trong thời gian thực, bạn sẽ phải theo dõi thật kỹ những điều mà tài khoản thực hiện trong thời gian thực. Sau đây là 3 điều bạn cần làm để mô phỏng, phễu và tận dụng thuật toán của mạng xã hội. 1. Theo dõi tất cả các tài khoản trong nhóm Dream 100 và mỗi ngày dành 10 phút để xem họ đang làm gì. Hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau. Họ đang đăng nội dung gì? Họ đang làm gì để người dùng tương tác với nội dung họ đăng? Họ đang chạy quảng cáo nào? Trong 10 phút này, hãy cố gắng bình luận, thích và tương tác với các nội dung mà họ đăng mỗi ngày càng nhiều càng tốt. 3. Hãy chú ý đến những xu hướng chung của các nội dung mang lại hiệu quả cao trong thời điểm hiện tại. Từ đó áp dụng công thức này cho nội dung của bạn mô phỏng phễu. Phương pháp này sẽ giúp bạn áp dụng được những phương pháp hiệu quả trên mạng xã hội tại thời điểm hiện tại. Nó cho bạn khả năng nhìn thấu những điều đang được thuật toán của nền tảng này ưu ái trong thời gian thực. Tuy nhiên, trước khi đào sâu thêm vấn đề này, tôi muốn nói về việc áp dụng công thức và mô phỏng phễu. Một điều đáng buồn là nếu tôi không cẩn thận nói rõ thì sẽ có rất nhiều người sau khi đọc những điều tôi viết đây sẽ bắt đầu sao chép những câu nói hoặc đoạn video truyền cảm hứng mà họ thấy người khác đăng tải. Sau đó họ sẽ đến gặp tôi và nói rằng: "Russell, tôi đã sao chép đúng như anh nói, nhưng nó không hiệu quả." Mô phỏng phễu không phải là sao chép. Mô phỏng phễu có nghĩa là áp dụng công thức và có nghĩa là sự khác biệt lớn nhất giữa việc sao chép và áp dụng công thức. Mỗi ngày tôi đều xem các bài đăng, video, quảng cáo và các trích dẫn câu nói của hơn 100 người. Và việc này giúp tôi có được nguồn cảm hứng để tạo ra những điều độc đáo. Bạn nên xác định xem thuật toán của nền tảng này hiện tại đang ưu ái những loại nội dung gì và từ đó bạn thực hiện áp dụng công thức. Ví dụ đây là vài năm trên Facebook. Ví dụ cách đây vài năm trên Facebook, tôi nhận thấy rằng một số người trong lĩnh vực kinh doanh phòng tập mà mình theo dõi đang tạo những đoạn video mà giờ đây mọi người hay gọi là video meme. Trong đó họ chèn một dòng tiêu đề vào đoạn video, thông thường là ở trên và đôi khi là cả phía dưới của video. Lúc đó thì loại hình video này khá mới lạ và không có nhiều người thực hiện. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, những video làm theo dạng này thường có rất nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, và những tiêu chí này rất được Facebook ưu ái. Tôi nhìn thấy xu hướng độc đáo này xuất hiện và mang lại hiệu quả. Vậy nên chúng tôi đã nhanh chóng áp dụng công thức này, còn gọi là mô phỏng phễu, đối với các loại video này và bắt đầu làm những video meme riêng của mình. Chúng tôi là một trong những người đầu tiên và rất có thể chính là người đầu tiên trong lĩnh vực marketing thực hiện điều này, bởi vì chưa ai từng thấy qua dạng video này trên tất cả những video meme chúng tôi đăng tải đều nhận được số lượt bình luận và tương tác lớn hơn rất nhiều so với tất cả những nội dung trước đây. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, những người khác cũng nhận ra được hiệu quả của nó và trên trang chủ của tôi tràn ngập những video meme kiểu vậy. Khi xu hướng độc đáo trở thành xu hướng đại trà, thì nó sẽ không còn hiệu quả như trước nữa. Hãy để ý nhé, tôi không nói đó là không còn hiệu quả, chỉ là hiệu quả ít hơn mà thôi. Vậy nên nếu bạn bắt đầu ngay từ lúc này, và bạn nhìn thấy tất cả các tài khoản Dream 100 của mình đều đang cùng làm một điều gì đó, thì bạn vẫn nên áp dụng công thức mà họ đang dùng. Có thể công thức đó không còn hiệu quả như khi nó vẫn còn là xu hướng độc đáo, nhưng nó sẽ là xu hướng có hiệu quả đại trà. Vậy nên có thể là thời điểm khởi đầu của bạn. Sau khi bạn áp dụng một xu hướng hiệu quả, thì bước tiếp theo trong quy trình mô phỏng phễu là tận dụng thuật toán của mạng xã hội sẽ là tìm kiếm và thử nghiệm những ý tưởng có thể trở thành xu hướng độc đáo tiếp theo. Ví dụ cách đây vài tuần, tôi có thể để ý thấy vài người trong nhóm Dream 100 của mình bắt đầu đăng những nội dung khá lạ lùng trên Instagram, có ý định dạng như thế này. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả, và thành thật mà nói thì tôi không thích nó lắm. Tuy nhiên, đúng là nó khác biệt thật đấy. Vậy nên chúng tôi quyết định thực hiện thử xu hướng này để xem nó có mang lại hiệu quả hay không. Tôi đã tạo ra bài đăng đầu tiên theo phong cách này và kết quả cũng là khá dễ đoán. Nó mang lại hiệu quả tốt. Giờ đây chúng tôi đang đăng những bài tương tự trên Instagram vài lần một tuần. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi tìm ra một xu hướng mới mang lại hiệu quả cao hơn. Việc theo dõi đội nhóm Dream 100 sẽ giúp bạn biết được các dạng nội dung đang có hiệu quả trong thời điểm hiện tại trên một nền tảng nào đó.
Bạn có thể mô phỏng các ý tưởng họ đang sử dụng, đồng thời tự nghĩ ra những ý tưởng độc đáo và thử nghiệm cả hai cách xem cái nào hiệu quả hơn. Bởi vì các thuật toán luôn luôn thay đổi, vậy nên điều quan trọng là bạn phải xây dựng mối quan hệ và theo dõi sát sao nhóm Dream 100 của mình. Họ là những người luôn luôn mong muốn đón đầu các thay đổi trong thuật toán, vậy nên sẽ rất hữu ích nếu bạn được tiếp cận với một nhóm người hiểu biết và nhạy bén trong thị trường thời điểm những thay đổi thiết yếu diễn ra. Bước 3. Xác định chiến lược đăng bài và lập kế hoạch đăng bài. Mỗi nền tảng đều cung cấp nhiều cách khác nhau để bạn đăng bài, vậy nên quan trọng là bạn phải hiểu được chiến lược cho từng mục và cách làm thế nào để kết hợp chúng vào lịch đăng bài hàng ngày. Ví dụ Instagram có cho phép bạn tạo ra các bài đăng dạng story với định dạng tương tự như một chương trình truyền hình thực tế. Đồng thời bạn cũng có trang thông tin cá nhân của mình và phần này trông giống như một thư viện ảnh. Nhưng câu hỏi mà tôi cần phải tìm câu trả lời là bạn nên làm bài đăng dạng story với tần suất như thế nào và bạn sẽ đăng gì trên trang cá nhân của mình và với tần suất là bao nhiêu. Instagram cũng cho phép bạn thực hiện bài đăng dạng reel nhưng tương tự như một chương trình trò chuyện trên truyền hình để tương tác với những người đăng ký theo dõi kênh. Và họ cũng có IGTV để bạn đăng các nội dung mang tính chất hướng dẫn, có rất nhiều phương thức khác nhau. Vậy nên bạn cần hiểu rõ tất cả các hình thức đăng bài trên mỗi nền tảng, quyết định xem mình sẽ tập trung vào nền tảng nào và lập ra một kế hoạch để giúp việc đăng bài trên nền tảng này trở nên nhất quán và dễ dàng hơn. Bước 4. Nỗ lực để tiếp cận. Sau khi đã bắt đầu bài đăng lên một nền tảng nào đó và đã có nội dung cho các khách hàng lý tưởng xem, tôi sẽ tìm cách để tiếp cận với nhóm người trong nhóm Dream 100. Tôi bắt đầu hỏi bản thân, mình cần làm gì để tiếp cận được nhóm khách hàng tiềm năng của mình một cách tự nhiên và miễn phí thông qua Dream 100? Bởi vì họ đã tập trung được những khách hàng lý tưởng này rồi, sau đó tôi sẽ hướng khách hàng lý tưởng tham gia vào danh sách của tôi và trở thành traffic tôi sở hữu. Bước 5. Chi tiền để tiếp cận. Trong khi đang nỗ lực để tiếp cận, tôi đồng thời cũng muốn kích thích tăng trưởng càng nhanh càng tốt. Cách tốt nhất là mua quảng cáo để tiếp cận với những người đang theo dõi nhóm Dream 100 và hướng dẫn những người này tham gia vào danh sách của tôi, từ đó trở thành traffic tôi sở hữu. Dù đã trình bày về việc chi tiết để tiếp cận xuyên suốt trong quyển sách này, nhưng trong chương bí mật 9, tôi sẽ nói về vấn đề này thật kỹ lưỡng để giúp bạn hiểu được quy trình chạy quảng cáo, từ đó có thể sử dụng thành thạo quảng cáo trên mỗi nền tảng. Bước 6. Đổ đầy phễu. Tất cả các hoạt động như đăng bài, nỗ lực và chi tiền để tiếp cận đều có mục tiêu là chuyển đổi tất cả những traffic này và sự chú ý của họ thành traffic mà bạn sở hữu. Để làm được điều như vậy, hãy đẩy những người này vào hệ thống phễu của bạn. Tại đó bạn sẽ có được thông tin liên lạc của họ, bán cho họ các sản phẩm hoàn thiện và sau đó đẩy họ qua một hệ thống phễu chăm sóc hậu mãi để gia tăng giá trị mua hàng. 6 bước này tạo nên quy trình đổ đầy phễu và quy trình này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo mọi nền tảng và luôn dẫn đầu trong việc nắm bắt những loại nội dung hiệu quả nhất. Trong quyển sách này, tôi sẽ trình bày về các bạn những đặc điểm của các nền tảng này trong thời điểm tôi viết lách. Sau đó, tôi sẽ diễn giải cách tôi ứng dụng quy trình này vào. Thông qua đó, bạn sẽ hiểu được cách tôi tư duy, hiểu được tôi đang tìm kiếm điều gì trên kế hoạch đăng. Bạn cũng sẽ biết cách nỗ lực để tiếp cận, cách chi tiền để thu hút traffic và cả cách áp dụng công thức của nhóm Dream 100. Mục tiêu của tôi là giúp bạn thực sự thuần thục trình bày quy trình này để khi đọc xong quyển sách, bạn sẽ biết cách câu cá. Bí mật 8. Đổ đầy phễu một cách tự nhiên, nỗ lực để tiếp cận. Mặc dù có lẽ nhiều người không còn nhớ, nhưng sự thật là cách đây không lâu chúng ta sử dụng Internet rất khác so với ngày nay. Và khi ấy chưa có các mạng xã hội, khi ấy chỉ có các diễn đàn và những mảng tin nhắn cho phép mọi người chia sẻ, suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nhưng phần lớn thời gian khi ấy chúng ta lên mạng là để tìm kiếm những điều mà mình đang muốn biết. Khi trào lưu mạng xã hội bắt đầu và những trang như Friendster lần đầu tiên xuất hiện, không lâu sau đó là sự ra đời của MySpace và Facebook, Twitter. Những nhà marketing như chúng ta ai cũng biết rằng mình có thể kiếm tiền dựa trên những nền tảng này, nhưng lại không biết cách làm thế nào. Thành thật mà nói thì phần lớn những nỗ lực của chúng ta trong thời kỳ này chỉ là đăng đường link đến các trang đích của mình và những nội dung tương tự mà ngày nay thường gọi là spam. Chúng ta thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở một nơi và chúng ta cố gắng làm mọi cách để có thể đưa thông điệp của mình đến với họ.
Đa số những điều chúng ta làm không mang lại hiệu quả, hay ít ra là không có hiệu quả trong thời gian dài hạn. Tôi đã rất chán nản với những nền tảng mạng xã hội mới và nghĩ rằng chúng không phải là một công cụ thu hút traffic tốt. Và vì thế trong vòng vài năm tôi đã không còn cố gắng tìm hiểu về chúng nữa. Thay vào đó tôi tập trung năng lượng của mình vào những danh mục tìm kiếm miễn phí và có phí, quảng cáo trên web và marketing qua email. Và tôi tránh mạng xã hội như tránh tà. Cũng vào khoảng thời điểm này, Twitter bắt đầu có sự phát triển vượt bậc. Nó trở thành mạng xã hội mới có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào thời điểm đó. Và mọi người lại lao vào nền tảng béo bở này. Tôi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một xu hướng quan trọng trong tương lai, nên cũng lao vào và bắt đầu đăng bài trên Twitter. Lúc đầu tôi thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, nhưng ai cũng làm như vậy nên tôi đã cố gắng. Tôi cố gắng thu hút người dùng đăng ký theo tôi. Và sau đó tôi làm chuyện duy nhất mà một nhà marketing biết làm. Tôi bắt đầu quảng bá sản phẩm, và điều làm tôi khó chịu không chỉ là số lượng bán được rất ít, mà những nội dung marketing của tôi đồng thời còn làm giảm lượt tương tác với số lượng người theo dõi ít ỏi mà tôi đã bỏ công ra thu. Sau đó tôi nhận thấy Perry Betcher, một người trong nhóm Dream 100 đã gia nhập Twitter. Chỉ trong một vài tháng anh ấy đã thu hút được 100.000 người theo dõi, tổ chức hội thảo trực tuyến cho những người này và có đến hơn 20.000 người đăng ký tham gia, và anh ấy kiếm được hơn 1 triệu đô la tiền bán hàng chỉ trong một buổi đầu hội thảo trực tuyến. Tôi ngây ra kinh ngạc khi chứng kiến điều này, và thế là tôi đã làm chuyện mà mọi nhà mô phỏng phễu giỏi nhất đều sẽ làm. Tôi cố gắng truy ngược ra quy trình hoạt động của anh ấy. Càng đào sâu vào tìm hiểu những điều anh ấy làm, tôi lại càng cảm thấy rối bời. Anh ấy chẳng hề đăng bài quảng cáo, anh ấy không nói về sản phẩm. Mỗi bài đăng của anh ấy đều có hàng nghìn người bình luận, chia sẻ, và họ giúp anh ấy phát triển thương hiệu của mình. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách liên lạc và hỏi xem anh ấy có sẵn lòng giải thích được quy trình thực hiện đó hay không. May mắn là anh ấy đã đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp một cuộc gọi là gọi, và câu chuyện diễn ra như sau. Perry này, tôi nói tôi đã cố gắng tìm hiểu phương pháp để kiếm tiền trên các mạng xã hội và chẳng thu được hiệu quả gì cả. Từ bên ngoài tôi có thể thấy được những điều anh đang làm, nhưng có vẻ như anh đang đi ngược lại tất cả. Anh không quảng bá gì cả, không bán hàng gì cả, thế nhưng anh lại kiếm được rất nhiều tiền. Vậy anh đã làm như thế nào vậy? Có vẻ như Perry đã cười. Anh nói, đó chính là vấn đề của anh Russell. Anh hãy đoán thử xem tôi muốn kiếm được bao nhiêu tiền từ mạng xã hội. Càng nhiều càng tốt, tôi đoán. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang cười ở đầu dây bên kia. Sau đó anh nói, không, không gì cả. Đó là số tiền mà tôi muốn kiếm được trên mạng xã hội. Mạng xã hội không phải là để kiếm tiền, mà là để kết nối những người bạn. Chúng giống như cách chúng ta thực hiện kinh doanh trực tiếp thôi. Để tôi cho anh thấy cách nhìn của tôi về mạng xã hội và phương pháp chúng tôi đã sử dụng nó để đẩy xây dựng công ty. Nếu anh nhìn vào các mạng xã hội, chúng ta sẽ có Facebook, Twitter, YouTube, vân vân và vân vân. Tôi xem tất cả những mạng xã hội này giống như một buổi tiệc vậy. Vì thế, nếu tôi đăng một nội dung lên Twitter và trả lời tin nhắn, thì cũng giống như tôi đang ở một buổi tiệc vậy. Tôi nói vậy có dễ hiểu không? Tôi cũng hơi. Tôi trả lời nhưng tôi vẫn chưa hiểu được, như vậy thì chúng ta sẽ kiếm tiền như thế nào? Thì khi anh đi đến một buổi tiệc, chẳng lẽ anh chỉ đi nói với mọi người về công việc của mình thôi sao? Xin chào, tôi là Perry và tôi bán hàng. Bạn có muốn mua hàng của tôi không? Không, tất nhiên là ta sẽ không nói như vậy. Nếu anh làm vậy thì anh sẽ trở thành một thằng ngốc ở buổi tiệc. Mọi người sẽ né tránh xa anh, và đó chính là điều anh đang làm trên mạng xã hội đấy. Russell, tôi đã theo dõi tài khoản của anh và đó là lý do tại sao hoạt động của anh không hiệu quả. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải nói về những thứ trên mạng xã hội. Tôi là một người hướng nội, tôi gần như không đi gặp gỡ tạo mối quan hệ trong cuộc sống thực. Thế nên tôi biết rõ mình cần phải làm cách nào, nên tôi không biết rõ mình cần phải làm cách nào hoặc nói những gì. Anh nói về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình, Perry trả lời. Anh nói về gia đình mình, kể cho họ nghe những câu chuyện, làm họ vui vẻ một chút, hỏi họ những câu hỏi và giới thiệu họ với những người tuyệt vời khác trong buổi tiệc. Nói một cách đơn giản thì anh làm tất cả những điều mà anh sẽ làm nếu như anh gặp gỡ họ ngoài đời thật. Mạng xã hội thật ra chỉ là một buổi tiệc cực kỳ lớn mà thôi. Đây là điều quan trọng đầu tiên. Tôi hình dung ra trong đầu mình là một hình ảnh để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ thật rõ ràng trong tâm trí. Tôi cũng ghi chú lại là mình sẽ theo dõi xem Perry và tất cả những người khác trong danh sách Dream 100 của mình đang đăng bài và nói chuyện về điều gì trên mạng xã hội.
và từ đó tôi có thể bắt đầu áp dụng những công thức tương tác của buổi tiệc này. Điều quan trọng thứ hai trong quy trình này là tôi sử dụng trang cá nhân của mình trên mỗi nền tảng xã hội. Perry nói tiếp, trang cá nhân là nhà của tôi và là tổ ấm là nơi tôi sinh sống. Nơi đó có chứa phần lớn những suy nghĩ, thông tin và những thứ mà tôi thấy thú vị. Tôi lưu trữ những hình ảnh, video, những thứ vui nhộn tôi đã làm với bạn bè. Đại loại như vậy, khi mọi người vào nhà tôi, họ sẽ biết thêm về tôi. Họ có thể thấy những điều tôi hay nói đến. Cách làm của tôi là như thế này. Khi tham gia vào một nhóm và bắt đầu tạo mối quan hệ, hoặc thấy bài đăng của người khác trên trang của mình, tôi đến và tham gia vào cuộc trò chuyện để kết thêm bạn bè. Vì vậy, tôi thấy tôi thường xuyên xuất hiện nên họ sẽ muốn ghé qua thăm nhà tôi để biết thêm về tôi. Tôi cho họ vài món miễn phí như khoai tây và nước sốt, nội dung miễn phí, để thu hút họ đến thăm nhà mình. Sau đó, khi họ đang ở trong nhà tôi sẽ mời họ tham gia một số hoạt động, đăng ký hội thảo trực tuyến, tham gia sự kiện tiếp theo, đọc sách của tôi hoặc ghi tên vào danh sách nhận bản tin định kỳ của tôi. Đó là cách tôi mời mọi người đi từ nhà tôi đến hệ thống phễu. Những cuộc trò chuyện có liên quan đến việc bán hàng không diễn ra trên mạng xã hội mà là ở nhà của bạn. Bạn có thể hướng họ vào hệ thống phễu của mình thông qua những bài viết mà bạn đăng trên trang cá nhân. Nếu bạn cung cấp được giá trị trên nền tảng xã hội, mọi người sẽ liên tục tìm đến nhà bạn bởi vì họ muốn biết thêm về bạn và từ đó bạn sẽ đi vào hệ thống Facebook của bạn. Đó chính là khoảnh khắc aha, khai sáng mà tôi cần. Mạng xã hội không phải là để bán hàng, đó là nơi để kết nối. Tôi thay đổi chiến thuật của mình, xóa hết tất cả những bài đăng với nội dung bán sản phẩm và bắt đầu phục vụ tương tác, mang lại giá trị giải trí và làm những điều vui nhộn với những người đang theo dõi trang của mình. Tất cả những bạn bè, người hâm mộ và cả những người theo dõi mà tôi có được từ lúc đó trở đi đều là những người trực tiếp bị thu hút vì chính tôi là người tâm điểm của buổi tiệc. Tôi cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể như vậy trước khi chúng ta bàn luận thêm về các mạng xã hội cụ thể, bởi vì đây là cách chúng ta nỗ lực để tiếp cận. Đây chính là ý tưởng cốt lõi mà bạn phải thấu hiểu nếu muốn thành công với mạng xã hội, bất kể đó là nền tảng nào. Những người chỉ biết đăng bài spam, người theo dõi luôn sẽ luôn nghĩ rằng mạng xã hội không hiệu quả. Thậm chí do dù họ được những kết quả tức thời thì thành công cũng không kéo dài được. Mặt khác, tôi với những người thực hiện cuộc chơi dài hạn và gieo hạt giống trong những người theo dõi thì đến cuối cùng họ sẽ có một traffic ổn định, khách hàng đi vào hệ thống Facebook của mình. Người sản xuất không phải là người tiêu thụ. Tôi muốn cảnh báo nhanh với bạn bởi vì tôi biết rằng người đang đọc đoạn này sẽ có những suy nghĩ như Russell. Tôi hiện đã quá tốn nhiều thời gian cho mạng xã hội rồi. Nếu tôi muốn trở thành tâm điểm của buổi tiệc thì tôi sẽ phải dành toàn bộ cuộc đời của mình cho nó mất. Trước tiên tôi muốn nói là vâng, đúng là bạn đang dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội rồi. Dù bạn là ai thì có lẽ cũng đang dành quá nhiều thời gian để tiêu thụ nội dung trên mạng xã hội. Nếu bạn đang dành nhiều thời gian hơn 10 phút mỗi ngày để tiêu thụ nội dung trên mạng thì bạn đang lãng phí thời gian. Từ khóa ở đây là tiêu thụ. Kể từ hôm nay, bạn sẽ không còn là người tiêu thụ mạng xã hội nữa. Bạn là nhà sản xuất trên mạng xã hội. Đây là một điểm khác biệt lớn. Tiêu thụ mạng xã hội sẽ không giúp ích cho bạn hoặc đối tượng mà bạn muốn phục vụ. Chỉ khi sản xuất nội dung trên mạng xã hội, bạn sẽ có thể phục vụ họ. Bước đầu tiên trong quy trình này là tái thiết lập mạng xã hội của bạn. Điều này có nghĩa là bỏ kết bạn hoặc bỏ theo dõi gần như tất cả mọi người trên tất cả các nền tảng mà bạn muốn sử dụng để thu hút traffic này. Làm như vậy thì bạn sẽ không bị phân tâm bởi những thứ vô bổ mà những người xung quanh đăng lên nữa. Từ thời điểm này, bạn sẽ dùng mạng xã hội như một công cụ kinh doanh, chứ không phải là công cụ để giao tiếp xã hội. Sau khi bỏ kết bạn với tất cả mọi người, tôi khuyến khích rằng bạn chỉ nên theo dõi nhóm Dream 100 của mình trên mỗi nền tảng. Như vậy thì khi mỗi khi bạn đăng nhập vào bất cứ nền tảng nào, bạn sẽ nhanh chóng thấy được những thứ họ đăng lên và biết được điều gì đang có hiệu quả. Từ đó có thể áp dụng công thức thêm vào đó. Bạn cũng có thể bắt đầu tạo mối quan hệ với những người này bằng cách bình luận trong bài đăng của họ, gửi tin nhắn riêng trực tiếp đến họ. Sau khi đăng chủ, hãy đi tìm những buổi tiệc mạng xã hội đang thu hút được nhiều người tương tác nhất. Bạn không nên đến những buổi tiệc chỉ có vài chục người, thay vào đó hãy tìm kiếm những bữa tiệc lớn tại khu vực của mình. Những nơi đó sẽ giúp bạn được nhiều điều người biết đến nhất. Tùy vào từng nền tảng khác nhau, bạn sẽ phải tìm các nhóm podcast, blog, video và các fanpage lớn nhất. Và bạn có thể đi đến đó để trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Khi bạn tham gia vào các nhóm này và phục vụ mọi người ở đây, những người này sẽ tự nhiên bắt đầu tìm đến nhà bạn.
Trong những chương tiếp theo về các bí mật, tôi sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch đăng bài cụ thể cho từng nền tảng. Và kế hoạch này sẽ giúp bạn hiểu được phương pháp trở thành một người sản xuất trên mạng xã hội là sao cho hiệu quả và không tiêu tốn toàn bộ thời gian của mình. Trong chương trình này, tôi nhấn mạnh lại hai khái niệm người sản xuất và người tiêu thụ. Bạn có thể nhìn nhận mọi thứ được trình bày ở các chương sau thông qua lăng kính này. Như vậy thì bạn sẽ có thể tập trung vào việc phục vụ đối tượng mục tiêu chứ không lãng phí thời gian quý báu của mình. Chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đổ đầy vễu bằng các loại hình quảng cáo trả tiền. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với hai mạng xã hội lớn nhất trong thời điểm hiện tại, Instagram và Facebook. Tôi sẽ trình bày với bạn cách tìm ra nhóm Dream 100 trên cả hai nền tảng này, cách tìm hiểu chiến lược của các nền tảng, tạo ra kế hoạch đăng bài của mình, gia tăng lượng người theo dõi và đổ đầy vễu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những trang sách ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì xin mời các bạn hãy nhớ mua sách giấy để ủng hộ tác giả và nhà sản xuất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.